Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Những Hồn Ma Xóm Nhỏ, tác giả Cao Minh Sang, tập 4. Nói đến khoảng thời gian nào đáng nhớ nhất trong đời thì Thanh Du nhất định sẽ không ngại ngùng mà đáp ngay. Đó là vào một năm mà cậu 9 tuổi. Mùa hạ gặp ma gia lên bờ, mùa thu thả đèn trời tiễn quỷ một giò, mùa đông lại gặp một con ma mặt mâm. Du 9 tuổi, mùa đông ở đây không có cái lạnh buốt da buốt thịt như mùa đông ở vùng cao miền Bắc, nhưng cậu vẫn mặc thêm một chiếc áo choàng được cha mẹ gửi từ thành phố về. Du lễ phép chào ông bà Năm, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Ở bên ngoài cổng đã có một cô bé trạc tuổi với Du, tóc tắt bím tinh nghịch, đứng đợi cậu sẵn ở bên ngoài. Nhi, tụi mình đi thôi. Hoài Nhi bằng tuổi với Thanh Du, nhà đối diện với cậu. Bình thường Nhi đều đợi Du cùng đi đến trường học. Bởi vì thế cho nên Du thường bị đám bạn nam cùng tuổi hay trêu là đồ con trai thích chơi với con gái, bị đề. Du ban đầu cũng tức lắm, không thèm chơi với Nhi nhiều nữa, chỉ trốn ở trong nhà đọc sách hoặc là viết văn. Nhưng mà hôm nay thì khác. Nghe nói trên chùa tổ chức một buổi cải lương ca cổ, Du háo hức muốn đi xem trước, còn ông bà Năm thì phải đợi ăn cơm xong xuôi mới đi sau. Nhi hôm nay đứng đợi Du ở đầu ngõ. Du nhìn Nhi gật đầu nhẹ một cái, sau đó sóng vai mà đi về phía ngôi chùa độc nhất trong xóm này. Ông Năm nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ, không nhịn được mà bật cười. Thanh mai trúc mã. Ừ, con bé lễ phép, dịu dàng hoạt bát. Không biết sau này lớn có đổi tánh đổi nết không, nhưng mà nếu vẫn như vậy thì sau này thằng Du mà cưới được nó cũng là phước báo mấy đời đó. Phước báo mấy đời là cưới được vợ hiền dâu thảo giống như tôi nè. Hồi đó mai mà cưới được bà. Ông Năm nói làm cho bà Năm mắc cỡ. Đôi vợ chồng già vẫn như là những cặp đôi trẻ, nói mấy lời ngọt ngào với nhau, làm cho người ta cảm thấy hôn nhân càng yêu chính là càng mặn nồng, chứ không phải càng yêu càng nhạt nhẽo. Sao Nhi lúc nào cũng đi theo tôi vậy? Tôi đã nói tôi không thích chơi mấy trò búp bê đó rồi. Dù từ bé đã chơi với Nhi, nhưng mà dạo này cậu bị đám bạn trang lứa thường xuyên trêu chọc rằng chỉ có đồ bê đi mới thích chơi với con gái. Điều này khiến cho Du khó chịu. Cậu không nói lại đám bạn của mình, nên chỉ có thể hậm hực giữ khoảng cách với Nhi. Nhi vẫn dịu dàng nhẹ nhàng, giống y như bà Năm nói. Con bé được dạy dỗ rất tốt. Tôi chỉ muốn đi coi cải lương với Du thôi. Bữa nay tôi cũng không có mang theo búp bê nữa mà. Du nhìn lại thì đúng thật. Nhi hôm nay mặc một bộ bà ba màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất dịu dàng. Trên tay chỉ cầm một cái túi vải, chứ không hề thấy búp bê đâu cả. Đi thôi. Nhi ngược lại, không đem sự khó chịu của Du đặt ở trong lòng, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu, kéo đi về phía trước. Bây giờ con đường trong thôn vẫn là con đường đất. Nghe nói chánh quyền đã chuẩn bị đổ bê tông con đường này, ít nhiều sẽ đỡ bụi bặm hơn. Nhưng đó cũng chỉ là nghe nói. Hiện tại thì đèn đường còn chưa có, chứ đừng nói chi là đến đường bê tông. Dù được Nhi kéo tay dẫn đi, nhưng mà đi được một đoạn, cậu cảm thấy bước chân của Nhi càng lúc càng thả chậm lại. Dường như có điều gì đó không ổn. Sao vậy? Sao lại đi chậm lại rồi? Nghe nói ở cái cây bông gòn phía trước có ma mặt mâm á.
Du mới giật mình để ý, ngẩng đầu lên đã liền nhìn thấy cây bông gòn cao ngút. Trong xóm này, cây bông gòn chính là cái cây cao nhất, dường như cũng là sống lâu đời nhất, ít nhiều có thể sánh vai với cây phượng ở ngoài sân banh. So với Nhi không biết chuyện về quỷ mục giò, Du lại càng hiểu rõ hơn. Đối với những cây đại thụ lâu năm trong xóm, đa phần đều sẽ có ma quỷ trú ngụ. Chỉ có điều là Du chưa từng nghe thấy ai nhắc đến cây bông gòn này có ma mặt mâm trú ngụ cả. Nó bậy, tôi chưa nghe ông nội nói cái cây bông gòn này có ma mặt mâm gì đó bao giờ. Có đó, tôi nghe ba tôi kể là... Tuy rằng Du vẫn còn hậm hực lớn tiếng với Nhi, nhưng đồng thời cậu cũng nắm tay Nhi giật ngược trở về, rồi che Nhi đằng sau lưng mình. Bây giờ không phải để Nhi dẫn đường nữa, mà là Du đi ở đằng trước. Nhi còn đang muốn nói tiếp, nhưng mà hành động của Du làm cho cô bé có chút khựng lại. Nhi năm nay chỉ mới 9 tuổi thôi, nhưng mà người ta nói thiếu nữ sẽ trưởng thành trước thiếu niên. Bởi thế cho nên lời nói vô tình trái ngược với hành động ấm áp đầy bảo vệ của Du làm cho Nhi có chút tim đập nhanh. Du không cao hơn Nhi, ngược lại có phần thấp hơn một chút, dáng người cũng thanh mảnh chứ không quá béo. Nhưng ngược lại, lúc này bóng lưng của cậu lại khiến cho tâm hồn cô bé cảm thấy bình yên, tựa như được che chở lạ thường. Một cái bóng lưng này của Du từ hôm nay đã ấn định đi theo Hoài Nhi cả một đời. Mùa đông, cây bông gòn trụi lá, gió thổi qua khiến cho những chùm gòn trên cao đung đưa, tựa như có người đang vẫy tay chào mừng. Nhi tình cờ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại sợ hãi, nhanh chóng trút đầu vào sát lưng của Du. Không dám nhìn nữa, mà chỉ đợi Du dẫn qua đoạn có cây gòn cao ngút này. Cây bông gòn đung đưa trong gió, đợi đến khi bước chân của hai đứa trẻ đang ngày một xa dần, thì một thiếu nữ không biết là theo gió hay là mây trôi mà phiêu bồng xuất hiện trên cây bông gòn này. Thiếu nữ có dáng người tuyệt hảo, hai cánh tay trắng ngần tựa như thu hết ánh trăng vào đó. Nhưng mà khi nhìn lên gương mặt, lại là một bộ mặt khiến cho người ta hoảng sợ không thôi. Đó là một gương mặt to, tròn vành như một cái mâm. Ở trên cái gương mặt này, không ai thấy được dung nhan thật sự của cô. Không có ngũ quan, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào khác. Hoàn toàn đúng nghĩa là một con ma mặt mâm. Lan Đình là tên ngôi chùa trong xóm. Ngôi chùa cổ kính này được dựng lên ngay trước khi người ta bắt đầu định cư ở đây. Khó mà nói được nó xây dựng từ niên đại nào, chỉ biết rằng trụ trì trong chùa đã qua rất nhiều thế hệ. Tượng Phật cũng đã rất lâu rất lâu. Nét triều phong cổ kính cũng hiện lên trên cây bồ đề cổ thụ trong sân chùa. Trước cổng chùa có một khoảng sân rộng, hôm nay được người ta dựng lên một cái sân khấu nhỏ đơn sơ, chỉ đủ cho hai người đứng hát. Bên dưới là một thảm cỏ xanh mượt, ngồi chật kín người. Có thể nói là gần như người trong xóm đều tụ tập về đây đêm này, bởi vì muốn nghe cái giọng ca cổ kia. Du đến cùng với Nhi. Du thấy đám bạn cùng lớp với mình thì không đi cùng với Nhi nữa, mà chủ động tách ra. Du đi qua chơi với mấy bạn đi, tôi qua trước giữ chỗ ngồi cho. Nhi cười nhẹ nhàng, dường như không để tâm đến những điều vụn vặt này. Đám trẻ con nô đùa háo hức, mà người lớn lại có mấy phần trang nghiêm, ngồi đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Bên trong ngôi chùa, phía xa xa vang lên từng đợt kinh tung mỏ gõ lần cuối cùng. Sau đó tiếng chuông ngân lên một nhịp, Phật âm tràn ra, tựa như muốn gột rửa, ban phúc cho tất cả mọi người. Đợi đến khi tiếng chuông ngưng hẳn, một chiếc xe lăn từ bên trong cổng chùa từ từ xuất hiện.
Người ngồi trên chiếc xe này là một thiếu niên khoảng chừng 25-26 tuổi. Mái tóc dài búi lên cao rồi xõa ở đằng sau đầu, tựa như là một diễn viên trong phim kiếm hiệp thường thấy trên vô tuyến. Gương mặt góc cạnh anh tuấn, sống mũi cao nằm giữa đôi mắt sáng trầm lắng, đôi mày rậm thẳng vút như lưỡi kiếm. Bờ môi mấp máy tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Dung nhan của thiếu niên này khiến cho rất nhiều thiếu nữ đến xem cải lương bất ngờ rung động. Đây tuyệt đối là một nhan sắc có 102. Nếu đem so với diễn viên, tài tử thường thấy trên truyền hình, thì chỉ có hơn chứ không kém cạnh. Người đẩy xe lăn cho thiếu niên là một tăng ni. Tăng ni cúi đầu khẽ hỏi vào tai thiếu niên nọ: "Cậu muốn dùng tên thật hay là tên giả?" Tên nghệ danh, gọi là Mộng Nhiên đi." Tăng ni đẩy Mộng Nhiên lên sân khấu. Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn lên gương mặt tuyệt thế, không có chút tì vết nào. Nếu đem so sánh, thiếu nữ đẹp nhất trong thôn cũng chưa chắc đẹp bằng Mộng Nhiên. Nhi nhìn Mộng Nhiên, không phải nhìn cái nét đẹp ngây ngốc kia, mà là cây đàn tranh đang đặt ngang đùi của anh ta. "Ôi, đàn tranh đẹp quá." Đây là một cây đàn tranh bằng gỗ quý, mùi gỗ thoang thoảng tỏa ra, khiến cho người dân ở đây không nhịn được mà cảm giác nhẹ nhàng, lòng như bất giác bình an hơn rất nhiều. "Bà con à, Mộng Nhiên trước đây sống ở nơi khác, chẳng may gặp phải tai nạn nên mất đi đôi chân." Anh ta vừa nói vừa nhìn xuống hai chân của mình. Tuy rằng vẫn còn đầy đủ, nhưng cũng không khác gì tàn phế, nhúc nhích không được. Đã không nhắc đến thì thôi, lúc này nhắc đến khiến cho nhiều người chú ý, đều không nhịn được mà tiếc thay cho anh. Nếu như có thể đầy đủ giống như người ta, anh chắc chắn sẽ là một diễn viên nổi tiếng, hoặc ít ra cũng trở thành một tài tử vạn người mê đắm. "Chắc là từ rày về sau Nhiên sẽ chuyển về xóm Bình Lạc này mà định cư. Nhiên chỉ biết chơi đàn, hát một chút ca cổ. Hôm nay mạn phép đãi bà con một đêm tiệc ca cổ vậy." Anh nói không nhanh không chậm, giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nội lực. Ngay cả đám trẻ tăng động cười đùa ở bên ngoài kia nghe thấy anh nói cũng không nhịn được mà dừng hẳn lại, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi một bên để lắng nghe. Sau khi vị tăng ni kia để Mộng Nhiên ngồi an vị trên sân khấu nhỏ, thì nhanh chóng lùi sang một bên, tựa hồ như trở thành khán giả của buổi ca nhạc ngày hôm nay. Ngón tay của anh hờ hững lướt qua dây đàn tranh đặt trên đùi mình. Một tiếng đàn cô độc vang lên, khiến cho đôi mắt của rất nhiều người rung động. Mà đừng nói đến người thường, ngay cả mặt trăng treo trên đầu dường như cũng bắt đầu rung rẩy. Ánh trăng xa xuống, chiếu lên tóc, lên tay, lên bộ quần áo đơn sơ của Mộng Nhiên. Anh bắt đầu di chuyển ngón tay linh hoạt hơn, dây đàn tranh rung lên, tựa như từ xa xăm vọng về. Tiếng đàn thánh khiết nhưng cũng tràn đầy tang thương, đem hết trầm luân trong một kiếp người gói lại, đánh phá ánh trăng, đánh vào hư ảo. Bờ môi của Mộng Nhiên lúc này bắt đầu mấp máy, giọng ca dây dắt bỗng cất lên. Từ là từ phu tướng. Tinh thần mọi người rung động, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ tập trung toàn bộ vào tiếng đàn cũng như giọng ca của Nhiên. Bảo kiếm sắc phán lên đàn. Một tiếng đàn đánh ra, ánh trăng tựa như hóa thành lợi kiếm sắc bén vắt ngang bầu trời.
Thanh Du không biết từ bao giờ đã ngồi xuống cạnh bên Hoài Nhi, ánh mắt chán chặt lên sân khấu. Giọng ca này tuyệt đối có thể sánh ngang với các tài tử cậu thường nghe đài. Tiếng đàn cùng với tiếng hát thỉnh thoảng lại du dương, thỉnh thoảng lại trầm bổng, rồi đột nhiên hạ thấp bất chợt. Đàn đánh thẳng lên cung trăng, đàn đánh rơi xuống chính khúc hoàng tuyền. Mộng Nhiên tự mình chìm đắm trong tiếng đàn của mình. Tự hồ như đây không phải là một buổi biểu diễn ca cổ, mà là anh đang mượn ca cổ để mộng lại giấc mộng của mình năm xưa. Nhiên, đi mau, đi mau. Vô số người đứng bên cạnh Mộng Nhiên đều lần lượt ngã xuống, cả người tràn đầy máu tươi. Nhiên tự mình chìm đắm trong tiếng đàn, tự mình hòa quyện điệu nhạc và cổ Hoài Lan. Ánh mắt của những người trong mộng mà Nhiên bắt gặp dường như đều đã trở thành vĩnh hằng. Nguyện cho chàng đặng chữ bình an, mau trở lại gia đàn cho én nhạn hiệp đôi. Cầm âm đã dứt từ lúc nào, bốn bề yên ắng, chỉ còn lại tiếng rót trà nhẹ nhẹ. Bởi vì Mộng Nhiên đang cúi đầu đánh đàn, cho nên không có bất kỳ ai thấy được. Hai hốc mắt của anh đã đẫm ướt hai dòng lệ chảy xuôi. Hai dòng lệ như châu sa rơi xuống tí tách trên dây đàn. Nhiên vừa ngẩng đầu, lúc này mọi người mới giật mình nhận ra rằng bài Dạ Cổ Hoài Lan vừa mới kết thúc. Tiếng đàn cùng với tiếng ca đã hết, nhưng mọi người vẫn còn đắm chìm mãi trong giọng hát của Mộng Nhiên. Đúng lúc này, một tiếng rào phá nát bầu không khí tuyệt vời kia. Ai nước sâm? Ai bắp luộc không? Nước sâm bắp luộc đi! Giọng của thằng bầu rao lên, vô tình làm cho rất nhiều người giật mình. Có điều không ai để ý đến mấy món nước sâm hay là bắp luộc của thằng bầu, mà lại để ý đến thiếu niên anh Tuấn đang ngồi xe lăn, bàn tay tạm dừng vắt ngang đàn tranh kia. Trong thôn cũng có không bao nhiêu người hay chữ. Ông Năm là số ít người biết chữ, mà còn đặc biệt là biết nhiều chữ. Ông cùng với bà Năm ngồi ở hàng ghế phía xa xa, nghe tiếng ca cổ mà trong lòng không khỏi rung động, thầm tán thưởng. Đợn ca như mộng. Hoài Nhi cùng với Du ngồi cạnh nhau trên hàng ghế bên trên, cũng không nhịn được mà cùng vỗ tay thành tiếng. Mộng Nhiên hát xong bài Dạ Cổ Hoài Lan này, chỉ tạm nghỉ đâu đó chừng 1-2 phút đồng hồ để uống hớp trà cho lại giọng, sau đó lại bắt đầu cất lên đánh đàn hát tiếp. Cái giọng ca cổ nhẹ như gió, mà khi trầm khi bổng lại cao đến bất ngờ, khiến cho nhiều người ngồi nghe mà mê mẩn, tự hồ như chính bản thân cũng đắm chìm trong thế giới âm nhạc do Mộng Nhiên tạo ra. Dù nghe được thêm hai bài thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu không nhịn được mà chạy ra đằng sau dạo chơi cùng với đám bạn một chút. Ê, chơi rượt bắt đi. Thằng Phúc gợi ý, Du cũng háo hức chơi theo. Đám trẻ có 8 người, vừa vặn chia làm 2 đội. Một đội chạy, một đội bắt. Đứa nào bị bắt sẽ bị giam vào tù, đợi đồng đội của mình vừa chạy thoát vừa tìm cách cứu bộ. Cứ như vậy mà tiếp diễn, cho đến khi đội bắt bắt hết được đội chạy thì sẽ đổi bên. Sau khi quẳng tù tì, đội của Du là đội chạy. Đám trẻ nhanh chóng tản ra chạy lanh quanh khoảng sân lớn ở bên ngoài cổng chùa. Thằng Phúc cầm đầu đội bắt, nhanh chóng chỉ quy tản ra dí theo đội của Du. Bãi cỏ ở đây xanh mơn mởn, không hề có một chút miễn chai hay mẫu đinh vụn nào. Cho dù là chạy chân không cũng không sợ đạp phải miễn chai hay gai nhọn. Bởi như thế cho nên Du mới lấy dép xỏ vào hai tay mình, chạy cho thật nhanh. Bước chân của cậu nhanh chóng lướt qua từng ngọn cỏ, gió động dịu nhẹ thổi bay mái tóc cậu. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống,
tựa hồ như cũng đang réo rắt vui mừng trước cảnh nô đùa của đám trẻ. Đâu đó còn có tiếng của các bậc phụ huynh nhẹ giọng nhắc nhở con mình nô đùa chậm một chút, cẩn thận vấp ngã. Dù không chạy thẳng, mà trò rượt bắt này có một cái mẹo, đó chính là đội trượt sẽ chia đều thành viên, một người dí một người, hoặc là sẽ canh tù. Dù được kèm rất chặt, nhưng cậu không ngại. Bước chân đều đặn khi chậm khi nhanh, dường như đang muốn hòa cùng làm một với tiếng đàn khi trầm khi bổng kia. Lại nói dù chạy không thẳng, mà cậu không ngừng chạy ngang chạy dọc, không theo bất kỳ một tiết tấu nào, thằng bạn đuổi theo phía sau cũng khó mà bắt được. Cậu đảo mắt nhìn về phía tù của đối phương, đồng đội của mình đã bị bắt đến 2 người. Nghĩa là lúc này áp lực của cậu càng lớn hơn. Một mình chạy mà có đến 2 người đuổi bắt. Dù chạy vòng qua một gốc cây lớn, rồi sau đó nhanh chóng giật ngược đảo trở về, lướt nhanh đi, muốn tìm cách cứu đồng đội bị bỏ tù của mình. Nước chạy của Du rất léo lắc, hệt như một chú ngựa non háo thắng tung vó trên đồng cỏ. Mà mộng nhiên ngồi ở trên kia, dường như thấy được nước chạy của Du. Anh ta đặc biệt đánh mạnh tiết tấu của đàn tranh. Du đảo mắt lách qua được một người, rồi lại lách thêm được một người. Nhi đang ngồi xem nhạc, vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn Du. Mắt thấy cậu chuẩn bị chạm đến đồng đội, cô bé không nhịn được mà nở một nụ cười. Phút chốc cậu tưởng chừng như đã đến được sát với đồng đội bị bỏ tù. Lúc này chỉ cần với tay chạm vào người nó thì đồng đội đã được giải thoát. Nụ cười hiện trên môi Du, nhưng sau đó đột nhiên tắt ngúm đi. Cậu cảm giác được cổ chân của mình bị một cánh tay bắt chặt lấy. Chỉ là trong một tích tắc này, cùng với tốc độ cao, theo lực quán tính, cậu bị nắm ngã nhào ra mặt đất, nguyên phần ngực đập vào đất ê ẩm. Đặc biệt là dưới phần cổ chân kia, giống như bị bong gân đến nơi rồi. Đám trẻ chơi cùng với Du không phải là người đầu tiên nhận ra cậu bị bong gân, mà người nhận ra chính là người cách xa Du nhất, Hoài Nhi. Cô bé từ trong đám đông đang xem nhạc chạy thẳng ra ngoài, xà xuống bên cạnh cậu, hoảng hốt đặt tay lên chỗ chân của cậu. Du ơi! Cậu đau đến mức ứa cả nước mắt ra ngoài, nhưng mà vẫn cố gắng ngồi dậy, miệng cố rặn ra một nụ cười cho đỡ quê. Không sao. Trong khi cậu cố gắng đứng lên thì cổ chân truyền đến một cơn đau nhức khủng khiếp, khiến cho cậu cố mím chặt môi cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Ông bà Năm lúc nãy nghe thấy tiếng gọi của Hoài Nhi cũng nhanh chóng đi đến. Nhìn thấy Du đang chật vật ngồi trên đất thì nhanh chóng hiểu ra chuyện gì. Khác với dáng vẻ lo lắng của bà Năm và Nhi, ông Năm bình tĩnh hơn. Ông ngày trước là lính, mấy loại vết thương bong gân như thế này khi hành quân đều gặp qua rất nhiều. Ông nhìn là biết không quan trọng là bao. À, có đứng dậy được không? Dù đã thử, nhưng ngược lại càng khiến cho cổ chân đau hơn rất nhiều. Cuối cùng phải báo hại ông Năm cõng trên lưng trở về. Đôi vợ chồng già nhìn thấy cháu mình như vậy cũng không còn tâm tình đâu mà xem cho xong buổi hát. Hoài Nhi cũng không xem nữa. Cậu cùng với bà Năm đi ở đằng sau, nhìn ông Năm cõng Du trở về. Lúc đi ngang qua cây bông gòn ở giữa sớm, Du khe khẽ liếc mắt nhìn lên, nhưng rồi cũng không dám nhìn lâu. Ở đằng sau, Nhi đang đi sát với bà Năm. Hai bà cháu đang nhắc chị bà già cổ quài lang hát như nuốt đĩa của Mộng Nhiên. Du ghé sát vào tai ông nội mình. Ông nội, hồi nãy không phải là con dấp té, mà là có người chụp chân con á, thiệt sự luôn. Ông Năm hơi nhíu mày. Ông đã từng gặp qua ma quỷ, huống hồ rằng thời điểm này Du ở bên cạnh ông cũng đã gặp qua đôi lần. Nhưng dù rằng như vậy, ông vẫn bình tĩnh an ủi cháu mình. Trước cổng chùa là nơi linh thiêng,
Làm gì có ma quỷ nào mà bắt chân con. Nói tào lao không à. Dù đang muốn nói tiếp, nhưng ông Năm đã cắt ngang. Chắc là con trượt phải cùi bắp ai quăng ra đó chứ. Chuyện này ông Năm coi như ghi nhớ trong lòng, gác lại đó để lần sau đề phòng hơn mà thôi. Chứ ông cũng không phải thầy pháp gì để mà đi tìm hồn ma bắt chân cháu mình hỏi chuyện. Cứ coi như là thằng Du nghịch ngợm xui rủi đi. Ánh trăng treo ở trên đầu, nghĩa là đã đến lúc nửa đêm. Mộng nhiên được vị Nico đẩy xe lăn của mình trở lại trong chùa, anh mới chuyển tới nơi này, tạm thời ở tại một gian phòng nhỏ ngoài vườn chùa Lan Đình. Nhiên ban nãy tập trung đánh đàn, cho nên bây giờ cậu nói với vị Nico đang đẩy xe cho mình. Ban nãy con thấy có một đứa trẻ bị té ngã, không biết có làm sao không nè. A-di-đà Phật, thằng Du nó hơi hiếu động. Đám trẻ vô tình chạy nhảy, làm che mất tầm nhìn của một số cô bác, cô hồn khuất mặt khuất mại. Cho nên... Bà thở dài một tiếng. Nhiên lờ mờ hiểu được rằng buổi hát của mình đêm nay không chỉ có người thường đến xem, mà còn có một số người đã khuất ẩn thân trong cơn gió mà nghe ca cổ. Để mai cô thay cậu hái ít lá thuốc trong vườn chùa gửi cho thằng nhỏ. Người ta cũng không có ác ý, thằng bé cũng không có bị thương nặng gì. Nhiên không am hiểu chuyện ma mị trong nhân gian, cậu chỉ gật đầu rồi lẳng lặng tận hưởng cảm giác ánh trăng trên sân chùa chiếu lên người mình, tựa hồ như nó đang cố gắng gột rửa đi sạch sẽ chấp niệm trong lòng của cậu. Thời gian tới con sẽ ở lại đây lâu, không biết sư có thể giúp con mở một lớp dạy học. Con sẽ đứng lớp. Cô nghe thấy như vậy thì không khỏi mừng rỡ, tỏ ý sẽ thay Mộng Nhiên sắp xếp, đem tin này truyền ra cho mọi người trong thôn. Con đành mượn tạm sân chùa này vậy. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì người dân trong thôn bên ngoài đã bắt đầu lục tục ra về. Đám tụi trẻ của thằng Phúc ban nãy chơi đuổi bắt cùng với Du lúc này vẫn còn nấn ná lại, đợi nhóm bầu cua tài xỉu dọn xong quầy nước sâm cùng với bắp luộc rồi mới cùng ra về. Trong đám trẻ con có cả thằng Thành, cái thằng đợt trước bị ma gia bắt vào trong trường học. Thằng này yếu vía từ nhỏ nên ma quỷ khoái nó lắm. Ủa sao tụi bay chưa về đi? Đứng đây làm gì nữa? Thằng bầu vừa dọn hàng vừa lên tiếng hỏi. Người lớn đều đã về hết. Sân trước cổng chùa Lan Đình bây giờ chỉ còn lại 7 thằng bé này, cùng với nhóm bầu cua tài xỉu nữa là 11 người. Thằng Thành lắp bắp nói, tựa như có mấy phần sợ hãi. Từ từ, em chờ mấy anh về chung luôn. Thằng Tài cầu cơ lần trước bị đám trẻ này giả ma dọa cho một chập, cho nên bây giờ nhìn thấy tụi nó liền ứa gan. Chờ cái đầu mày, quen biết mẹ gì mà chờ. Anh em với tụi mày. Dù cho bị tụi thằng Tài chửi, nhưng đám thằng Thành vẫn không về trước, mà nhất định ở lại chờ đợi để được về chung. Lục đục một hồi thì cũng xong. Nhóm 11 đứa, 4 lớn 7 nhỏ, lục đục kéo về. Lúc đi ngang qua cây bông gòn, được mọi người trong xóm đồn đại là có ma, thì đám con nít càng đặc biệt bu quanh người nhóm thằng Tài, có thể nói là nửa bước không rời. Tụi thằng Tài lúc này có mấy phần thấy lạ, đều không nhịn được mà cất cao giọng hỏi. Tụi bay làm gì vậy? Có bị điên không? Không phải, mà tại tụi em sợ ma. Tài hơi giật mình. Bầu cua xỉu cũng nhíu mày gắt lên. Ma quỷ cái gì? Làm gì có ma quỷ? Trong đám này có thể nói rằng đứa nào cũng gặp ma rồi. Nhưng đang ở dưới bóng cây bông gòn cao lớn nhất thôn, chỉ có thể cứng miệng nói như vậy để cho qua chuyện mà thôi. Thiệt đó, anh
hồi nãy em thấy có cái tài đen thui ở trong đất lòi ra rồi chụp vô chân thằng Du, cho nên nó mới té đó. Bốn thằng lớn đầu giật mình. Ban nãy đứng bán xăm cũng thấy thằng Du té, tụi nó cũng có nhào lên đỡ. Chỉ là quá trình Du làm sao té thì không có được tận mắt thấy, chỉ đoán đại khái chắc do chạy nhanh rồi vấp ngã thôi. Cả bốn đều từng được ông Năm dạy cách làm lồng đèn. Ông Năm là người già trong xóm, cũng hiểu được rất nhiều về thế giới tâm linh, nhưng ông lại nói mình không phải thầy pháp. Thậm chí ông Năm còn dạy cho tụi nó cách dùng bàn cầu cơ sao cho đúng cách, rồi dùng cả đèn trời để tiễn đưa linh hồn quỷ một giò. Những điều này cần có một phần kiến thức rất lớn mới có thể bày ra được. Bốn thằng vừa đẩy xe nước xăm vừa suy nghĩ, thì thằng Thành lúc này đưa cái tay lên quơ quơ, cố gắng miêu tả động tác lúc nãy cánh tay kia chụp chân thằng Du. Bỏ xuống, để lên. Tài cốc đầu thằng Thành một cái. Sao tụi mày hay bắt chước ông Năm quá, ở chỗ này còn kể chuyện ma, bộ để sáng mai kể là chết hay gì? Thằng Tài còn chưa nói hết câu thì nó bất ngờ cảm thấy cổ chân của mình bị một thứ gì đó buộc chặt, muốn nhấc lên cũng không thể nhấc được. Quay, quay, quay. Tài đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó bung người chạy trước. Bầu cua xỉu tuy rằng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng chạy thật nhanh theo bạn mình. Bốn thằng đã từng cùng nhau gặp ma gặp quỷ, nếu như thằng Tài nói có quỷ thì chắc chắn là có, chứ không phải giỡn chơi. Thằng Thành cũng quảng theo, mà thằng Phúc đứng ở sau lưng mình thì cười ngặt nghẽo, cười khặt khụ. Thì ra ban nãy trong lúc tụi thằng Tài đang tập trung đi ở phía trước thì thằng Phúc lén bỏ đằng sau, thọc tay chụp vào chân thằng Tài, khiến cho nó hoảng sợ bung người chạy mất dạng. Thằng Tài chạy để quên mất cái xe nước xăm của mình. Phúc hớn hở kêu sáu thằng bạn còn lại đẩy cái xe xăm này về, vừa đi vừa múc uống. Nhờ thằng Phúc mà anh em mình được một bữa nước xăm no nê luôn. Một đám con nít tinh nghịch cười lên dưới ánh trăng. Đám trẻ con cười đùa rơm rã, hoàn toàn không để ý đến việc trên nhánh cây cao nhất cây bông gòn này xuất hiện một ma nữ mặt tròn như cái mâm. Gương mặt này được ánh trăng chiếu xuống bóng loáng, ngũ quan không có, không thấy được đang vui hay buồn. Trong đêm tối, chùa Lan Đình chìm vào trong ánh trăng. Tiếng kinh kệ lúc này đã dứt, chỉ còn lại hương khói lượn lờ cùng với mùi trầm hương quanh quẩn không tan. Mộng Nhiên ngồi trên xe lăn, đầu nhìn ra cửa sổ, hướng về phía cây bông gòn kia, tựa hồ như đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ đành thở dài thường thượt thay cho lời muốn nói. Anh cầm trong tay một lá thư đã ố vàng, trên đó có mấy chỗ bị nhòe mực, không biết là bởi vì thấm nước hay là bởi vì hoen lệ. Ông Năm dùng rượu thuốc xoa lên chân cho Du. Ngày xưa ông đi lính, gặp qua rất nhiều tình trạng chân bị bong gân này, cho nên muốn nắn lại cũng là điều dễ dàng. Nhìn thấy cổ chân của cháu mình đang dần sưng lên, ông Năm nhẹ tay nắm lấy bàn chân, lắc nhẹ nhẹ, sau đó cười cười. Ông đếm từ 1 tới 3, còn chuẩn bị tinh thần nha. Du mím môi gật đầu. Cổ chân cậu lúc này đang rất nhức nhối, cho nên cậu càng mong cảm giác này kết thúc sớm càng tốt. Rồi, chuẩn bị đó. Ông Năm nhìn qua bà Năm một chút, sau đó chậm rãi đếm. Du thì hít sâu vào. 1. Ông Năm không hề đếm sang nhịp thứ 3 như mình đã nói, mà chỉ vừa bắt đầu đã lắc chân của Du. Một tiếng răng rắc vang lên,
sau đó một nhịp nhói đau, thì cảm giác thoải mái nhanh chóng lại tràn về, khiến cho Du cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nào? Nhưng không cần Du trả lời, nhìn thấy sắc mặt kia cũng đoán được rằng cái chân của cậu đã ổn định. Bây giờ chỉ cần hạn chế cử động mạnh, nghỉ ngơi 1-2 ngày là sẽ mau chóng bình phục. Bà Năm lúc này mới thở ra một hơi. Bà nhìn ra ngoài cửa, thấy có một bóng đen đang lấp ló, chiếc bóng trải dài trên mặt đất. Bà chậm rãi bước ra, không cần nhìn cũng đoán được rằng Nhi đã ở đây đợi từ lúc Du mới về nhà đến giờ. Con bé muốn biết thằng nhỏ có ổn hay không. Thằng Du nó không sao rồi, ông nội nó mới sửa khớp chân cho nó rồi đó, chắc ngày mai là đi được bình thường thôi con. Cô bé mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng, quay mặt đi, dường như đang cố che đi hốc mắt ương ướt của mình. Dạ, vậy thì tốt quá rồi. Bà Năm xoa đầu Nhi nói, con gái tùy mị, vừa khóc vừa cười không có tốt đâu. Bà lau đi nước mắt lấm lem trên mặt cô, trong lòng thầm nghĩ, nếu lớn lên cháu mình cưới được con bé này, coi như là có phúc mấy đời để lại. Thôi khuya rồi, để bà đưa con về, để ba mẹ ngóng đó. Nhi dấm dứt một chút, nhìn xuống con búp bê đang ôm ở trong ngực mình. Con có thể để con búp bê này ở bên cạnh Du tối nay không? Được chứ. Hai bà cháu ở bên ngoài nói chuyện một lúc. Du sau khi trải qua cơn đau nhất thì đã sớm mệt, chìm vào giấc ngủ rồi. Nhi rón rén tới gần, cô bé đặt con búp bê của mình ở mép giường của Du, líu ríu nói nhỏ mấy lời, chỉ mình với búp bê nghe được. Dường như muốn nhắn gửi búp bê thay mình canh chừng giấc ngủ cho Du. Đợi đến khi cô bé về nhà, ông bà Năm mới ngồi dưới hiên uống chút trà ấm, nhớ lại buổi ca cổ đêm nay của Mộng Nhiên. Trong lòng hai người không khỏi thổn thức. Hai vợ chồng già này sống ở đây cũng đủ một đời, có những việc bọn họ hiểu hơn đám trẻ con bây giờ nhiều lắm. Bà có nhớ con bé Tâm Uyên không? Cái tên này gợi lên một miền ký ức buồn, không chỉ đối với hai vợ chồng ông Năm, mà còn đối với tất cả mọi người trong thôn này. Bà Năm gật gù, ánh mắt tựa hồ như đang mường tượng về lại một ngày xưa cũ. Nhớ chứ. Con bé à. Bà Năm thở dài một tiếng vô lực, rồi mới nói tiếp. Nếu như hôm nay con bé còn ở đây, thì để cậu tài tử kia gãy đàn, nó hát nhất định sẽ còn hay hơn nhiều. Ông Năm đồng ý, đem phần nuối tiếc của mình gói vào chén trà, uống một ngụm rồi nuốt xuống đáy lòng. Ông Năm đã trị được cái tật bong gân cho Du. Nhưng sáng sớm ngày hôm đó, đi cô ở chùa Lan Đình dẫn đến nhà gửi cho ông bà Năm chút thuốc nam được trồng ở vườn chùa, còn đặc biệt căn dặn một số phương pháp để cho cổ chân của Du mau chóng được chữa lành. Nhà ông bà Năm là Phật tử, mỗi buổi tối nếu như không phải bận rộn quá nhiều thì bà Năm đều sẽ cùng với mấy bà hàng xóm đi chùa đọc kinh niệm Phật, cầu cho gia đạo bình an. Lại nói ở xóm này cũng không phải quá lớn, cho nên ni cô chùa Lan Đình có thể biết được nhà của những Phật tử là điều đương nhiên. Nói đến Du, cho dù hôm nay chân của cậu đã ít nhiều đỡ đau hơn sau một giấc ngủ dài, nhưng mà bà Năm vẫn nhất quyết bắt ông Năm phải xin cho Du nghỉ học hôm nay ở nhà dưỡng bệnh. Buổi sáng, Du tỉnh dậy, đã nhìn thấy dưới đầu giường của mình có một con búp bê. Cậu đối với con búp bê này quá là quen thuộc. Bất cứ hôm nào không đi học mà gặp Nhi, thì con bé nhất định sẽ ôm búp bê này trong lòng, nhất quyết không buông. Con nhỏ này, đã nói người ta không thích chơi búp bê rồi. Du lẩm bẩm nói. Bà Năm từ dưới bếp mang lên một tô cháo thơm phức. Du là một đứa trẻ ngoan,
dễ ăn dễ dỗ dành, cho nên nhanh chóng húp vội tô cháo. Bà Năm ở bên cạnh nhìn thấy cháu mình ăn ngon miệng, sao lại thấy con búp bê vẫn còn nằm trên giường. Bà không nhịn được mà chen ngang nói một câu: "Tối qua con bé Nhi nó không có chịu về, Thiếu Điệu muốn trải chiếu nằm canh cho con ngủ luôn đó." Du cười cười, trong mắt một cậu bé thì trong đầu không hề có hai chữ tình yêu. Trời ơi, nó mà vậy chắc ba má nó quánh chết luôn. Thì cũng bởi nó lo cho con mà. Du vét xong muỗng cháo cuối cùng rồi uống ừng ực mấy phát nước mới xì mũi nói: "Mấy đứa con gái hay mít ướt lắm. Con có làm sao đâu mà lo gì. Ba cái đồ khóc nhẹ." Du đi dạo lòng vòng trong sân, tuy rằng chân vẫn còn hơi đau nhưng cũng đi lại thuận tiện hơn rất nhiều, không đến mức đau khủng khiếp như hôm qua. Cậu còn nghe bà mình nói rằng cậu tài tử mộng nhiên kia mở lớp dạy học cho mấy đứa thiếu nhi ở trên sân chùa. Ông nội sớm nay cũng lên chùa phụ giúp một tay để đóng mấy cái bàn học. Du tò mò, dù bà nội có cấm cản rằng chân mới lành không được đi nhiều, nhưng cậu vẫn cố lết đi cho bằng được. Không khí buổi sớm ở nông thôn rất bình yên. Phía xa xa còn có mấy cột khói nhẹ nhẹ bốc lên. Có nhà giờ này mới bắt đầu nấu cơm, chuẩn bị ăn sáng ra đồng. Cũng có mấy hàng quán bán trà, một chút gánh xôi đứng bán ở đầu con đường dẫn vào đường tre, hoặc một số ít bán bánh canh tụ lại dưới gốc cây gòn lớn nhất. Cây gòn mà người ta hay đồn là có ma mặt mâm đó. Du đi gặp người lớn nào cũng chào, trong đó có một người mắng yêu cậu mấy câu: "Tổ bà mày, đi chậm chậm thôi, cái chân tối qua mới té đau đó." "Trời trời trời trời, coi đó, tối qua chạy giỡn sao mà bông gân, làm cho mọi người hết hồn à." Trong xóm này, nếu như không tính Nhi thì Du đã là đứa học giỏi nhất. Nhi tuy sáng dạ không bằng Du nhưng bù lại con bé chăm chỉ lắm, bài tập lúc nào cũng làm đầy đủ, làm đi làm lại mấy lượt mới chịu nộp. Còn Du mỗi bài làm một lần, cậu khá tự tin rằng điểm của mình lúc nào cũng ở ngưỡng 9 ngưỡng 10. Cho nên cậu xem việc Nhi thường xuyên kiểm tra lại bài là điều không cần thiết. Đúng là đám con gái rắc rối dài dòng. Nói đến người trong xóm, nhìn thấy Du bước đi tập tễnh như vậy, cô hai kêu Du ngồi lên chiếc xe đạp cằn dông của mình rồi chở Du đến tận cổng chùa. Từ bên ngoài cổng chùa Lan Đình nhìn vào, ngôi chùa xanh trờn với tán cây đại thụ thật lớn, còn có mấy hàng cây dương mọc ở chung quanh. Thảm cỏ trong chùa được chăm tước rất tốt, xanh rì. Cậu nghe thấy tiếng ý ới của ông nội mình bên trong. Giờ này nắng vẫn chưa gắt, đoán chừng mọi người tranh thủ làm cho xong để còn về lo chuyện đồng án nhà mình. Nhìn thấy Du tập tễnh bước vô, ông Năm cũng nhíu mày: "Cái chân đi được rồi đó chứ hả? Mà bà nội mày một hai bắt ông xin cho bay nghỉ học, nghỉ cho bay đi chơi cà bông vậy nè." Du cười khì khì, muốn đi dạo quanh chùa một vòng. Chùa Lan Đình cũng không phải quá xa lạ đối với cậu nữa. Bình thường học sinh được nghỉ thứ bảy hoặc chủ nhật, cậu vẫn thường cùng với Nhi vào phòng sách trong chùa để đọc sách. Có khi là kinh kệ, có khi là những quyển sách lịch sử, điển tích, điển cố về Phật học. Trong lúc đang trầm ngâm thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng đàn trầm rứt vang lên bên tai. Cậu không nhịn được mà men theo tiếng đàn đi về phía dãy nhà khách nằm lọt thởm giữa mảnh vườn sau chùa. Chỗ này là nơi mà Mộng Nhiên được nhà chùa sắp xếp cho ở lại trong khoảng thời gian này. Sau giường là một chiếc bàn gỗ, trên đó là một bộ ấm trà mới nấu, vẫn còn đang bốc lên từng lọn khói nghi ngút. Nhưng đó không phải là điều thu hút cậu, mà thứ làm cho cậu hứng thú đó chính là người thiếu niên với gương mặt anh tuấn nhất trần đời đang ngồi trên xe lăn, cây đàn tranh đặt ngang đùi, Nhiên không ngừng đánh lên từng tiếng cầm âm trong vắt.
Chú ơi. Du khẽ kêu một tiếng, mộng nhiên ngẩng đầu. Anh ta bật cười. Không ngờ buổi sáng đầu tiên ở đây chú lại có khách đến thăm đó. Nụ cười của anh tự như nắng xuân chiếu giữa trời đông. Du cảm thấy Nhiên thân thiện chứ không quá khó gần, nên cũng can đảm hơn. Đến gần bàn trà của anh, ánh mắt nhìn cây đàn kia không dứt. Con xem chú chơi đàn được không ạ? Nhiên gật đầu. Anh chỉ vào một chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trà, giống định đưa tay xuống đánh đàn, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó. Anh đưa tay vào trong túi áo, lấy ra mấy viên kẹo, sau đó đưa cho Du. Kẹo này chú mua trên thành phố nè, coi như quà cho vị khách đầu tiên đến thăm đi ha. Du cầm mấy viên kẹo trên tay, bầu không khí bình yên với nắng sớm chiếu xuyên qua mái tóc dài được búi lên của Nhiên, cùng với tiếng chim kêu réo rắt, làm cho đám trẻ hồn nhiên tăng động như Du cũng không dám tùy tiện quấy rối nữa, mà chỉ ngồi yên nhìn mộng nhiên tắm đàn dưới nắng sớm. Từng tiếng đàn trong trẻo vang lên làm cho Du như si mê. Cậu nhìn thật kỹ 10 đầu ngón tay điêu luyện kia, dường như muốn khắc sâu hết mọi thứ vào trong đó. Qua một hồi lâu, mộng nhiên dừng lại. Anh khá bất ngờ trước vẻ chuyên chú của Du, vẫy tay với cậu. Nè đến đây, con thử xem. Du có chút ngại ngần, nhưng trước nụ cười cổ vũ của Nhiên, cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đưa những đầu ngón tay non nớt của mình chạm lên những sợi dây đàn đầu tiên. Đàn tranh của Nhiên đinh đinh lên mấy tiếng. Du hoảng hốt rụt tay về. Không sao đâu, con cứ thử đi. Nhiên lại đưa tay đến. Hình ảnh ngón tay thon dài của anh lướt trên những dây đàn ban nãy, bây giờ lặp lại một lần nữa. Du đang muốn đánh bản nhạc ban nãy của Nhiên. Con có năng khiếu đó, nhưng mà không thể vừa chạm vào đã đánh được đâu. Nhiên rất rung động với khả năng của Du. Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng Du đã đánh được gần như 3 phần 10 bài nhạc của Nhiên, dù chỉ mới nghe qua một lần đầu. Thiên tài như vậy thật hiếm thấy ở một vùng quê như thế này. Nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, trong ánh mắt sáng ngời kia bỗng chốc trở nên tịch liêu cùng với cô đơn lạ thường. À không phải, tài như thế năm xưa cũng từng xuất hiện qua rồi. À, con tên gì? Dạ con tên Du, Cao Thanh Du. Ngón tay của cậu vẫn mân mê những phím đàn, nét say xưa đàn tranh của cậu hiện lên rõ mồn một, làm cho mộng nhiên nảy lên lòng mến tài. Con muốn học đàn tranh hay không? Dạ con muốn. Nhưng mà phải hỏi ý ông nội. Ông Năm cũng muốn cho cháu mình có một khoảng thời gian làm việc yêu thích. Bởi dẫu sao thì đi học một buổi, còn một buổi bị nhốt ở nhà đọc sách cũng không phải là cách hay. Ông bà Năm còn thì thầm với nhau. Con trai mà biết đánh đàn thì lớn lên khối đứa con gái chết mê chết mệt. Huống gì hai ông bà cũng tự tin vào nhan sắc của Du. Hai người tin rằng chỉ sau này lớn lên một chút thôi, cho dù không được điển trai như cậu tài tử kia, thì chí ít cũng được 8 phần chứ không có dẫn chơi. Mà từ dạo Du học đàn tranh, người bắt đầu lo lắng là Nhi. Người ta nói con gái thường già trước tuổi quả đúng không sai. Trái ngược với ông bà Năm, Nhi lo lắng lắm. Bây giờ đã cuối lớp 5, năm sau qua lớp 6, học trên trường xã. Mà Du vừa biết đánh đàn, vừa học giỏi, thì có quá trời bạn theo nữa. Lúc đó không ai Du không muốn chơi với mình nữa. Hoặc lỡ như có đứa con gái nào học giỏi hơn, xinh gái hơn thì... Những suy nghĩ như vậy bắt đầu len lỏi trong đầu của Hoài Nhi. Con bé không chấp nhận được việc này, cho nên dứt khoát một hai đi theo Du từ ngày này qua ngày nọ. Du lên chùa học đàn từ chỗ mộng nhiên,
thì Nhi cũng bám theo như một cái đuôi, dứt khoát không chịu buông. Không biết con bé nghe nói từ đâu, đàn tranh cùng với đàn nguyệt là một cặp đàn, cho nên nặng nặc đòi ba mình lên trấn mua cho một cây đàn nguyệt. Chỉ có điều lần này cô bé bị hớ, bởi vì mộng nhiên không biết chơi đàn nguyệt, anh không dạy được cho Hoài Nhi. Nhìn dáng vẻ thất thần của cô bé, Du cũng có chút động lòng. Cậu nhân lúc Nhi đi về mới len lén hỏi Nhiên. Chú Nhiên thật sự không biết chơi đàn nguyệt hả? Ánh mắt của anh lóe lên một nét buồn man mác. Câu hỏi của Du đánh đúng vào chỗ yếu nhất trong tim anh. Anh gật đầu, giọng nói mang mấy phần tang thương. Ừ, chú thật sự không biết đánh đàn nguyệt. Phải chỉ còn cô ấy ở đây thì tốt rồi. Hả? Cô ấy là bạn gái của chú hả? Con nít quỷ. Mà đúng rồi, là bạn gái chú. Chỉ có điều bây giờ cô ấy đang ở một nơi thật xa rồi. Dù vừa cúi đầu xuống chuẩn bị đánh nốt tiếp theo của một đoạn đàn, thì sực nhớ mà tò mò hỏi thêm. Ủa, vậy sao chú không đi tìm cô ấy? Câu hỏi này Nhiên không trả lời. Anh chỉ im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ về vấn đề này. Bình thường thì Du sẽ học đàn cho đến tối, tức là khoảng 8 giờ. Mỗi lần như vậy đều sẽ có ông bà Năm, hoặc ít nhiều cũng là Nhi đứng đợi cậu về chung. Nhưng hôm nay ông bà Năm không đến, mà Nhi dường như cũng bởi vì lời từ chối của Nhiên mà thất vọng. Có lẽ đã về từ sớm rồi, cho nên lúc Du bước ra đã không còn thấy cô bé đứng đợi như mọi khi nữa. Du đang chuẩn bị chạy ù một cái thật nhanh về nhà thì Nhiên từ trong phòng gọi vọng ra. À phải rồi, sáng mai là thứ bảy, con không có đi học thì đến đây giúp chú đẩy xe lăn. Chú muốn đi đến một nơi. Dạ. Hoài Nhi thất thểu đi bộ về, không để ý rằng lúc này trời đã tối thật tối, mà đoạn đường từ chùa về đến nhà phải đi qua cây bông gòn được đồn thổi là có ma mặt mâm, mà lại chẳng có đèn nữa chứ. Nhìn thấy gốc bông gòn thật lớn đập vào trong mắt mình, Nhi mới sực nhớ ra mình đáng lẽ nên đợi Du cùng về mới đúng. Muốn quay đầu lại nhưng lại không muốn làm phiền cậu học đàn, nên đành cắn răng bước tiếp. Cô bé ôm cây đàn nguyệt trong tay, rung rung bước đi. Có điều vừa đi đến ngay bên dưới gốc cây bông gòn, thì Nhi nghe thấy trên đỉnh đầu mình phát ra thứ âm thanh răng rắc, giống như có người đang đứng đung đưa trên những nhánh cây, khiến cho nó sắp gãy đến nơi. Nhi dặn lòng mình không được ngẩng đầu nhìn lên, nhưng mà hai bên tai lại nghe thấy từng tiếng hú truyền về trong gió, tựa như là tiếng khóc, tựa như là tiếng cười. Nhi hoảng sợ, đặc biệt là khi mà nghe thấy tiếng âm thanh rên rỉ lạnh buốt kia. Không chỉ như vậy mà nó còn gọi cả tên cô bé. Lạnh quá, lạnh quá Nhi ơi. Nhi hoảng sợ đến mức muốn hét lên, mắt không dám nhìn sang trái sang phải, cũng không dám ngẩng đầu lên phía trước, chỉ dám chạy thẳng đi. Cô bé chợt hét lên một tiếng, rồi nắm chặt cây đàn nguyệt của mình mà chạy thật nhanh. Mặc kệ cho đằng sau lưng mình phát ra tiếng cười đắc chí. Nhìn thấy Nhi chạy thật xa rồi, thì đám thằng Phúc từ đằng sau cây bông gòn mới bước ra vỗ tay nhau mà cười khặt khặt. Tụi bay coi, con gì nó nhát gan ghê á. Hụ kiểu đó chắc có ngày nó té đáy luôn quá.
Giữa lúc tụi thằng Phúc đang đắc chí cười thì Du cũng từ chùa đi xuống. Nhìn thấy đám bạn cùng lớp tụ tập ở đây, không nhịn được mà tò mò hỏi: Ủa, tụi bay làm gì đây mà đông vui vậy? Ủa Du, sao mày không về cùng với con Nhi? Hồi nãy tụi tao mới hù ma nó, chắc té đái trong quần chạy về rồi. Du hơi im lặng. Cậu bình thường không thích Nhi lẻo đẻo theo đằng sau lưng mình, nhưng bây giờ nghe thấy Nhi bị đám này bắt nạt, trong lòng tự nhiên dâng lên một chút cảm giác khó chịu. À đúng rồi, tụi tao chuẩn bị cho năm 10 nè, mày chơi không? Năm 10 cũng còn gọi là trò chơi trốn tìm. Du đã quá quen thuộc với trò này rồi. Cậu nghĩ đến hình dáng của Nhi bị đám thằng Phúc dọa chạy trong đầu, lúc này mới gật đầu. Chơi chứ, chơi quẳng tụi tì mày. Lần này chơi năm 10 có 10 đứa, một đứa sẽ đi tìm 9 đứa còn lại. Dù quẳng tụi tì thắng nên được đi trốn. Trò trốn tìm này chỉ kết thúc khi mà đứa đi tìm tìm đủ hết những đứa đã trốn. Sau đó cái đứa bị tìm được đầu tiên sẽ thế chỗ cho đứa đi tìm ở vòng trước. Tụi nó lấy cái bông gòn làm chỗ thùng. Đứa đi tìm phải úp mặt vô đó mà đếm, đếm từ 5 đến 100. Đám trẻ chia nhau ra trốn xung quanh, trốn không quá xa để phòng có cơ hội sẽ chạy đến cây gòn mà giành trụ. Dù không quan tâm đến chỗ trốn, cậu hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng phóng thẳng về nhà mình. Cho tụi mày đi kiếm, tao cho tụi mày đi tìm ông nội tụi bay luôn, chứ chừa. Dù giống định nói là cho chừa cái tật chấm hù ma Nhi, nhưng mà đành nuốt xuống câu này trong bụng. Ở lượt trốn tìm đầu tiên này, người đi tìm là thằng Duy. Không hiểu sao khi nó úp mặt vô thân cây bông gòn để đếm số, nó cứ có cảm giác như rằng có người nào đó đang ở đằng sau lưng mình thổi nhẹ vào gáy. Bình thường đám trẻ con muốn giành trụ sớm cũng hay chơi mẹo như vậy, nhưng mà Duy đưa tay ra sau quờ quạng thì trống rỗng không có một ai. Đến khi đếm xong, cậu quay đầu nhìn ra bốn phía xung quanh trống rỗng. Ngoại trừ bóng đêm ra thì chẳng có lấy một bóng người. Thằng Duy bắt đầu dấn thân vào trong màn đêm để đi tìm bắt những thằng bạn của mình đang lẩn trốn. Có tiếng đàn khi trầm khi bổng, khi muốn hòa nhịp theo cùng với tiếng bước chân khi nhanh khi chậm của thằng Duy, rượt đuổi cùng với đám bạn của mình. Một đám trẻ rượt chạy đổ mồ hôi, bắt nhau búa lua xua, nhưng chẳng có đứa nào mảy may để ý đến tiếng đàn nguyệt không biết từ đâu vọng đến kia. Đợi đến lúc thằng Duy bắt được Phúc là đứa cuối cùng rồi thì tiếng đàn bỗng nhiên tắt ngúm, tựa hồ như từ nãy tới giờ chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Lúc này một đám trẻ đứng tụ lại với nhau để kiểm người, rồi đưa ra đứa đi tìm ở vòng tiếp theo. Bỗng nhiên thằng Phúc nói: Ủa, mày chưa bắt hết mà, thằng Vũ đâu? Duy đi tìm thêm một chập nữa, nhưng mà chẳng thấy Vũ ở chỗ nào. Lúc này đã gần như bó tay, nó quy động đám bạn của mình cùng tìm chung. Nhưng quanh quẩn chỗ này cũng tuyệt đối không thấy bóng dáng thằng Vũ. Ê tụi bay, tao nghe nói chơi năm 10 ban đêm á hay bị ma giấu lắm á, có khi nào thằng Du nó... Một đứa trong đám lên tiếng. Điều này khiến cho đám thằng Phúc giật mình. Đúng là như vậy. Người lớn thường xuyên nói rằng nếu như chơi năm 10 buổi đêm rất dễ bị ma giấu luôn. Thôi đi tìm một chồng nữa đi, coi biết đâu thằng Du nó trốn kỹ thôi, chứ có ma nào. Tìm đến gần 10 giờ đêm rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Du đâu. Đám trẻ gần như đã tuyệt vọng, bắt đầu lo sợ rằng Du bị ma giấu thì thua luôn rồi. Hay là vậy nói với ông Năm thử coi, biết đâu ông Năm có cách tìm thằng Du. Đám trẻ nhanh chóng đồng ý với quyết định đó, đến đập cửa nhà ông Năm. Sau đó nhận được một câu trả lời trất quất: Thằng Du nó về nhà ngủ từ nãy giờ rồi, chứ mà nào mà giấu nó,
Thôi mấy đứa cũng về lo ngủ đi. Ông xua mấy đứa thằng Phúc trở về. Nghĩ lại trong bụng cũng mắc cười. Không biết thằng cháu mình từ bao giờ học được cái trò sóc ốc mất nết này. Chơi năm mười để tụi bạn đi tìm, còn mình thì chạy về nhà ngủ ngon lành. Thiệt là hết nói nổi mà. Ở căn nhà đối diện, Nhi ôm cây đàn nguyệt của mình mà ngủ. Gương mặt của cô căng cứng, tràn đầy mồ hôi. Dường như đang gặp phải một cơn ác mộng thật đáng sợ. Mà các đầu ngón tay của Nhi lại đặt lên dây đàn, giống như có người đang cầm nắm, hướng dẫn con bé chơi đàn vậy. Mà ít ai biết được rằng, một đêm này, Mộng Nhiên ở lại trong chùa cũng không ngủ được. Bắt đầu từ lúc Du rời đi không bao lâu, anh nghe thấy ở phía giữa thôn có tiếng đàn ngân lên trầm bổng. Đàn nguyệt. Nhiên mấp máy môi nói, chỉ hận rằng chân anh không đi đứng được như người bình thường, bằng không đã sớm chạy theo tiếng đàn kia rồi. Bởi thế, tiếng đàn này làm cho Nhiên nguyên một đêm chỉ ngồi lẳng lặng bên cửa sổ, không tài nào chợp mắt được. Ủa, chú Nhiên dậy sớm vậy hả? Tới khi Du đến chùa, nhìn qua cửa phòng còn mở, đã thấy Nhiên ngồi bên cạnh cửa sổ. Mà Mộng Nhiên cũng không nói cho Du biết rằng mình đã thức cả đêm, cho nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Con nghe nói chú lựa được một ngôi nhà mới trong xóm, vậy là chú sắp chuyển ra khỏi chùa Lan Định rồi. Nhiên gật đầu. Khoảng thời gian ở đây đã qua được 2 tháng. Anh không chỉ ở yên trong chùa không ra ngoài, mà thường xuyên tự mình đẩy xe ra bên ngoài để thăm thú, gặp gỡ nói chuyện với bà con trong xóm. Nhờ vậy mà anh mới sớm tìm được cho mình một căn nhà vừa ý. Anh có dự định ở lại thôn này lâu hơn nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhiên điều chỉnh lại tinh thần cũng như trạng thái của mình một chút, sau đó mới để cho Du đẩy mình ra khỏi chùa. Theo sự chỉ đường của anh, Du nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn dọc theo con đường đất trong thôn. Chẳng hiểu sao khi đến trước cây bông gòn đại thụ, Nhiên lại hơi khựng lại một chút, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhà chú nói ở xóm dưới hả? Để con đẩy tiếp. À, không cần đâu, nhà chú chọn ở bên kia. Ngón tay thanh mảnh thon dài của Nhiên đưa lên chỉ về một hướng. Chỉ cần nhìn bên đó đã khiến cho Du hơi sởn da gà. Chỗ đó cậu cũng biết, đó là một căn nhà đã bỏ hoang hơn 10 năm nay. Nó bị bỏ hoang thậm chí còn trước cả lúc Du được sinh ra nữa. Thiệt hả chú? Nhiên gật đầu. Nhưng mà khi nhìn qua phía đó, Du có thấy một đám thanh niên đứng đó dọn dẹp, còn có cả đám thằng bầu cua tài xỉu được quy động để giúp đỡ dọn dẹp căn nhà mới này cho Nhiên. Chủ nhà này hình như hồi đó xảy ra biến cố gì đó mà không có về đây nữa ta. Đợt tao nghe ai kể mà quên mất mẹ rồi. Tài vừa đứng vừa chống cằm suy nghĩ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Du đẩy Nhiên đến thì không nói nữa. Bọn họ sợ lỡ chào hỏi mấy câu rồi cố gắng dọn dẹp cho xong. Tình quê đơn giản là những lúc hàng xóm, người này người kia cần giúp đỡ, thì mọi người đều không ngần ngại mà bỏ ra 2-3 buổi công đồng áng để phụ một tay một chân. Bởi cái tính thật thà, sợ lỡ đó mà Nhiên muốn ở lại đây cùng với mọi người lâu hơn. Anh nhìn quanh căn nhà một lượt, rồi sau đó lấy từ trong túi áo trước ngực mình ra một tấm ảnh ố vàng đã nhàu nát. Anh nhìn vào tấm ảnh, rồi lại nhìn căn nhà cũ kỹ kia thêm một lượt, miệng không khỏi bật thốt lên. Giống quá. Dù không nghe rõ cái gì, nhưng mà cậu lại cảm thấy căn nhà này có chút đáng sợ. Nó nằm lộc thỏm trong một góc, cách rất xa mấy nhà hàng xóm chung quanh. Mà điều đáng sợ nhất chính là chỉ cần từ cổng nhà bước ra thêm mấy bước thì sẽ thấy cây bông gòn có lời đồn thổi ma mặt mâm kia. Chú Nhiên ơi, không biết về sau con có thể đổi từ việc học đàn buổi tối sang buổi trưa hoặc là buổi chiều được không ạ?
Nhiên bật cười. Anh làm sao không biết được Du sợ đường về gặp ma. Nhưng mà như vậy cũng tốt, để cho buổi tối Nhiên còn có không gian riêng. Được chứ. Nhờ con về nhắn với ông Năm, buổi tối chủ nhật tuần sau sẽ có một buổi cải lương để cảm ơn bà con trong xóm đã giúp chú. Vậy nghe. Du gật đầu. Lúc trở về nhà còn gặp đám bạn tối qua chơi năm mười chung với mình. Du cười khà khà, trêu tức tụi nó. Cậu chỉ bảo đáng đời chứ không nói gì thêm. Chứ không lẽ bây giờ lại nói do tụi mày hù ma con Nhi nên tao mới như vậy. Chắc bị trêu cho suốt đời luôn quá. Cả buổi chiều tối hôm đó, đám trẻ kia lại không sợ mà lại bắt đầu chơi trò năm mười trước cây bông gòn. Dường như việc Du bỏ về nhà ngủ là một minh chứng tốt nhất cho cây bông gòn không có ma như lời đồn. Lần này cậu không tham gia chơi mà cầm đầu đám trẻ, vẫn là tụi thằng Bảo, Phúc và Duy như hôm qua. Không hiểu là vô tình hay cố ý mà cái thằng khôn lỗi như Phúc hôm nay lại bị thua, nên phải là người đi tìm. Nó cũng rất bài bản, úp mặt vào thân cây mà đếm số. Đợi đến khi thằng Phúc nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng sột soạt ở chung quanh lặng hết đi, chứng tỏ là đám bạn của mình đã trốn xong, thì nó mới tăng lên tốc độ đếm. 85, 90, 95, 100. Tao đi tìm nó nha. Thằng Phúc nói lớn một câu, sau đó đảo lượn mấy vòng, giống như là đang đi tìm đám bạn của mình. Đó là một đêm không trăng nên tầm nhìn không rõ ràng lắm. Thằng Phúc chỉ giả vờ đi tìm một chút, rồi sau đó lẳng lặng bỏ đi về nhà của mình, trùm mền ngủ, mặc kệ cho đám bạn đang tìm chỗ ẩn nấp đợi nó đến tìm. Chính Du hôm qua nói đi trốn mà đi về nhà đã gợi ý cho thằng Phúc một cái trò sất láo này. Nếu như không có ai đi tìm, vậy thì để chị đi tìm các em. Trong một cái bụi rơm ở gần đó, thằng Duy đang nấp một mình. Nó quơ tay nhẹ nhẹ đuổi mấy con muỗi khỏi cắn vào bắp đùi, thì nghe thấy tiếng lá rơm bị giẫm đạp ở đằng sau lưng. Thằng Duy không quay đầu lại mà âm thầm nói với thằng bạn, tưởng chừng như đang đến ở đằng sau lưng mình. À, đừng qua đây, thằng Phúc nó nghe thấy động, nó tới bắt bây giờ. Vừa nói dứt lời, nó thấy sống lưng của mình lạnh toát. Mới quay đầu lại thì cái miệng há ra định hét lên, đã bị một cuộn rơm nhét thẳng vào trong miệng, khiến cho nó không ú ớ gì được. Chỉ có đôi mắt trợn trừng lên một cách đáng sợ, chân không ngừng giãy giụa, nhưng cơ thể lại gần như vô lực, không thể nào tránh thoát được. Lại nói thằng Thành thì trốn ở một chỗ khác. Nó trốn ở trên mái của một cây nêm gần đó. Tán lá cây nêm dày đặc khiến cho người bên ngoài muốn thấy nó cũng khó, mà nó cũng không thấy được toàn cảnh bên ngoài. Lúc này thằng Thành dám chắc rằng chỗ trốn này tuyệt đối an toàn, có ý định nằm rung đùi hưởng thụ, đợi thằng Phúc chịu thua. Đúng lúc tinh thần đắc chí hưng phấn, thì Thành cảm thấy dưới lòng bàn chân mình nhột nhột, giống như bị một cọng cỏ đang gãi vào vậy. Tưởng chừng như bàn chân mình bị nhánh cây cọng cỏ đâm vào, Thành quơ quơ chân để tránh khỏi. Nhưng cho dù là cậu để chân ở đâu thì cũng không tránh thoát được. Cuối cùng bỗng nhiên cơ thể thằng Thành căng lên cứng ngắc, bởi vì nó cảm nhận được cổ chân của mình bị một cánh tay bắt lại. Phần bị bắt lạnh buốt và đang không ngừng lan tràn ra xung quanh cơ thể. Thằng Thành vốn chỉ đã từng nhìn thấy cảnh tượng một bàn tay chụp vào chân Du nên mới khiến cho cậu té ngã nhào. Bây giờ chính bản thân mình lại gặp cảnh tượng y hệt như vậy, làm sao mà không hoảng sợ cho được. Thành chết điếng cả người, nhìn xuống dưới chân nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu thở phào một tiếng. Chắc do mình quán gà, đang ngồi trên cây mà làm sao có thể. Thành vừa nói dứt lời,
thì quay mặt lên, nhìn sang bên cạnh. Giống như thằng Duy bạn mình, Thành chưa kịp la lên thành câu thì cũng bị một mớ lá nem nhét vào trong miệng. Đối diện với đôi mắt trợn trừng đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng của Thành, chính là một gương mặt lớn tròn như cái mâm, không nhìn rõ ngũ quan cùng biểu cảm. Thứ duy nhất Thành nghe thấy được đó chính là tiếng cười khặt khụ, không biết từ đâu mà xộc đến bên tai. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Những Hồn Ma Xóm Nhỏ qua sáng tác của tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.